Quốc lộ 513 Nghi Sơn Bãi Trành là tuyến đường huyết mạch để thông thương giữa miền xuôi và miền ngược của khu vực phía Nam tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường này đang bị cày nát bởi những xe tải trọng lớn hàng ngày lưu thông qua đây. Bụi bặm, mặt đường biến dạng loang lổ, nhiều ổ voi, sống trâu là những gì đang tồn tại trên tuyến đường này. Các bạn có thể thấy rằng là chỉ một thời gian ngắn nhưng có đến hàng trăm phương tiện lưu thông trên tuyến đường, đặc biệt những xe tải trọng lớn y ạch bò qua những cái ổ trâu, ổ voi, ổ gà. Và đây cũng là nguyên nhân lý giải vì sao mà tuyến đường vừa đầu tư nâng cấp lại xuống cấp nghiêm trọng đến như vậy. Vấn đề đặt ra đó là phải có sự vào cuộc của các lực lượng chức năng. Chỉ một thời gian ngắn, tuyến đường giao thương huyết mạch hứa hẹn sẽ làm thay đổi cuộc sống vốn khó khăn của người dân nơi đây đã thành điểm nguy cơ mất an toàn giao thông. Không những phá đường, nhiều xe chở đá dăm không che chắn thùng khiến đất đá bay ra ngoài gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Điều đáng nói là những chiếc xe này hàng ngày vẫn ngang nhiên hoạt động, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự an toàn của người dân trên tuyến đường này. Tại xe ba chân nên là đi là quá hộ tối tải, cho nên là cái đường xuống cấp nhiều. Cho nên là tôi cũng đề nghị giá trị cấp trên là tôi xem xét mà để cái làm lại cái tuyến đường cho dân cho tôi đi đỡ khổ đi. Trước đây là đường nó không như này, bây giờ là xe cổ là nó qua lại đường xá, nó làm cái đường là rất là chỉ là khó đi. Mà đi mà cái đoạn đường này là đi là hình này đây nó vừa té này, mấy người cũng vừa té là thí nữa là ăn vào trong bánh ô tô này. Tôi thấy các lượng chức năng phải kiểm soát các loại xe quá tải này, rồi làm con đường này nó tiêu dưỡng nó đến nơi đến chốn này. Nói chung đừng có làm chắp vá như thế này, thường làm một lần thì nó tốt lên thì con đường mọi người đi qua lại nó dễ dàng chứ. Em cũng thấy lo sợ bây giờ đường mà ổ gà ấy, nhiều lúc mà đi đèn tối tránh không được mà ô tô em thấy chạy cơ động qua lại nhiều, nhiều lúc em né không được thì thấy bất an toàn đấy. Vấn đề đặt ra là cần phải có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, không thể để mặc cho các đơn vị vận tải vì lợi ích của doanh nghiệp gây hư hại đối với tuyến đường được nhà nước đầu tư với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.